Em xin chào cả nhà, xin chúc cả nhà có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Hôm nay em lại tiếp tục làm về một cái video nói về câu chuyện của thầy Minh Tuệ. Thì như mọi người cũng đã biết thì thầy Minh Tuệ cũng đã bị mất tích, thì bây giờ cũng là đang sự tò mò thắc mắc. Còn nói về thầy Minh Tạng thì hôm nay em sẽ nói có những cái lời comment bình luận đáng phải quan tâm. Thì hiện tại là thầy Minh Tạng và tất cả các sư thầy thì cũng được nhiều khán giả cũng như là tất cả các Phật tử cũng đang rất là quan tâm và cũng đang rất là lo lắng, giống như một đàn chim vỡ tổ. Thì hiện tại cũng có một cái hình ảnh là thầy Minh Tạng và một sư thầy đi cất thực, và cũng như tất cả các sư thầy khác đi cất thực. Thế nhưng mà lại em vừa có nhận được một cái lời comment, cái một lời bình luận comment á, thì cũng có người nói là nhắn dùm. À đây em xin đọc cho cả nhà nghe. Thì hiện tại là có một lời comment cũng có nói là nghe mẹ thầy Minh Tạc nói mà cũng yên tâm về nhà, phải đi vào nghĩa trang ở giữ giới từ hạnh đầu đà. Vậy là các thầy đi khắp nơi không như trước, ok. À, đó thì coi như là bây giờ là thầy Minh Tạng nha đã về tới nhà và được các chú công an đưa về tới nhà, nhưng mà mẹ thầy Minh Tạng cũng đã nói như vậy và cũng đã đính chính là nếu như mà đi trên con đường tụ tập tiếp tục thì chắc chắn là sẽ không về nhà và sẽ giữ giới đi ra một cái nghĩa trang ha. Thì hiện tại thì thầy Minh Tạng đang ở gần nhà là coi là một cái nghĩa trang ha. Mọi người nói chung là ai cũng lo lắng lắm, đúng cả nhà, ai cũng rất là lo lắng cho thầy Minh Tạng cũng như thầy Minh Tuệ và tất cả các sư. Thì bây giờ ven đường thì có nhiều thầy thì giải dắt, ví dụ như là có chỗ thì 2-3 thầy, có chỗ thì một thầy á. Thì bây giờ hiện tại là về cái vấn đề mà sư Minh Tạng á, thì đó thì cả nhà cũng đã yên tâm và chắc chắn là cái thông tin rõ ràng là chính mẹ của thầy Minh Tạng đã lên đính chính và đã không phải như lời đồn thầy Minh Tạng đã về tới đã được đưa về tận nhà, nhưng thầy Minh Tạng đã không vào nhà và đã đi ra gần một cái nghĩa trang gần nhà. Thì cũng có nhiều người nhắn là nếu mà ai gặp thầy Minh Luận thì hoặc là các thầy khác gì đó thì có thể là nhắn là đến gặp thầy Minh Tạng gần ở nhà thầy, có nghĩa là tức là ở nghĩa trang thì em nói thật với cả nhà là bây giờ nhắn thì nói chung á, nhắn thì nhắn về tôi, chứ còn hữu duyên, đúng cả nhà, hữu duyên thì bây giờ các thầy cũng đang muốn là coi như là tập hợp lại tiếp tục là con đường tu, chứ cũng không có lùi bước. Nhưng mà em nghĩ là hữu duyên thì nếu như trường hợp mà gặp ai thì gặp ví dụ như sư này gặp sư kia thì chúng tôi có thể là đi cùng nhau, đi cùng trên con đường tu tập và cũng như là trên cái bước đường hành trình. Chứ còn nếu như em nghĩ mà dạng như là các thầy cũng có một cái suy nghĩ là tập hợp lại để các thầy tiếp tục đi hành trình nữa thì cái đó là em nghĩ là cũng không nên. Còn ai cũng ủng hộ cho các thầy đi theo cái con đường tu tập hết, nhưng mà cái vấn đề là bây giờ nếu như mà các vị sư này
mà tập hợp lại thì nó là con số nó lại rất là đông, rất là khủng. À, vì là bây giờ là thầy Minh Tuệ thì chắc chắn là sẽ khó mà tìm ra. Thì em nghĩ là các thầy giống như kiểu là bây giờ giống như là bầy chim lạc đàn. Bây giờ là muốn, bây giờ hồi trước mà có sư phụ thì bây giờ là các thầy giống như chơi vơi ha. Thì cứ nghĩ là bây giờ cứ đi giảng như là nhờ người này người kia để mà gom lại, giống như là cùng cùng các sư đệ sư huynh đi với nhau ha. Nhưng mà em nghĩ là có cần thiết là phải như vậy không cả nhà? Nói chung là theo như em nghĩ là không cần thiết phải như vậy. À, thì em cũng thấy là loe ngoe cũng có một vài kênh như YouTube đã ở lại và cũng đã đi tìm được cái mấy cái thầy này, thì coi như là em thấy là những cái hình ảnh là đi khất thực hai vị sư hoặc là một vị sư đi vô nhà người dân khất thực xong rồi đi liền chứ không có dạng như là mất thời gian lâu dài, hoặc là nếu mà mất thời gian lâu dài tụ tập là người ta sẽ lại kéo đến ha. Thế nên là em thấy những cái hình ảnh một hai vị sư đi khất thực từng nhà là có nghĩa là người dân đó là có nghĩa là bố trí là dạng như thấy từ xa, là có người thì em thấy là có mang cả nồi cơm điện ra đằng trước, có người thì có nghĩa là đưa cho thầy những cái bịch bánh, nhưng mà thầy kiểm tra thì là bánh mặn này thầy cũng lấy, cái bánh chay thì mới lấy. Có những người là coi như là dạng như có gì đưa đó đó, giống như là sữa hay là nước ngọt hay là bánh mặn bánh chay vân vân, giống như lòng thành ấy, có gì đứa đó mang lên trước cửa đó, một cái hình ảnh rất là đẹp. Thì em thấy là tuy rằng là vỡ đàn là tan đàn trẻ nghé, nhưng mà em nghĩ là cái hình ảnh ấy rất đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ không gây rối mất trật tự an toàn giao thông và sẽ không làm ảnh hưởng đến những cái vấn đề mà giao thông đi lại. Thế cùng lắm thì dạng như 5-10 người người ta nhìn ngó thôi, chứ còn nếu như mà tụ tập mà dạng như là các sư huynh sư đệ mà coi như gom lại 5-70 thầy mà lại tiếp tục trên con đường đi một dạng như một đoàn tàu rồi đó, thì nó cũng lại tiếp tục là gây khó khăn cho những bên ngành giao thông cũng như là bên những người đi lại trong cái vấn đề xe cộ ha. Thì nó rất chi là khó đi. Thì em cũng lại tiếp tục là thấy những cái hình ảnh là về các sư thầy là được người dân bà con là mang ra những bịch bánh hay mang ra những cái gọi là lốc sữa để mang ra là coi như là đưa cho thầy. Thì những cái hình ảnh nó quá là tuyệt vời đúng cả nhà, rất là đẹp. Bởi vì sao? Thí dụ như là dù sao đi chăng nữa thì bây giờ em nghĩ là nếu như từng vị sư một mà đi khất thực thì chắc chắn là người dân sẽ có ý thức hơn. Tại vì cũng đã từng là đã coi như thầy Minh Tuệ coi như cũng đã chấm dứt rồi, thì bây giờ khả năng là nếu như các thầy này mà qua đi tiếp tục trên con đường thì có lẽ là người dân sẽ có ý thức hơn và sẽ không kéo đàn kéo đạo đống và sẽ không như hồi trước nữa. Thì có phải là giúp cho các thầy này là sẽ tiếp tục tu tốt trên con đường tu tập, có phải là hay biết mấy. Tuy rằng là đơn độc và hẻo lánh, nhưng mà em nghĩ là ngày xưa thầy Minh Tuệ cũng đã từng đi một mình đi 6-7 năm cũng đâu có sao. Ngày xưa có mình thầy Minh Tuệ đi cả 6-7 năm rồi có sao đâu, thầy cũng vẫn đi đúng không cả nhà. Bây giờ thí dụ như các thầy học vào cái tấm gương của thầy Minh Tuệ thì cũng là tiếp tục hành trình. Ví dụ bây giờ như các thầy giờ còn có 2-3 thầy đi với nhau, còn ngày xưa thầy Minh Tuệ có mình thì có sao đâu, rừng núi hoang vu ngủ nghĩa trang nghĩa địa đúng không. Rồi thầy cũng đã vượt qua và mới có ngày hôm nay á. Thì mọi sự cố gắng của thầy khó khăn có ngày hôm nay được mọi người biết đến và được mọi người trân trọng cũng như là trân quý. Thì em nghĩ rằng là những cái hình ảnh về cái các sư thầy huynh đệ của thầy Minh Tuệ là theo như em nghĩ không nên tập trung lại, không nên sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến vấn đề giao thông, và sẽ nếu mà liên quan đến vấn đề giao thông là tiếp tục là bên các chú công an là chắc chắn là sẽ lại không để cho các thầy đi rồi đúng không cả nhà, nên là tiếp tục là lại gây vấn đề mà giao thông là các thầy lại không
không được đi nữa thì lại tiếp tục lại xảy ra cái tình trạng mất tích như là thầy Minh Tuệ thì sao, đúng không? Bây giờ tốt nhất là bây giờ các thầy là thí dụ như đi thì không có thầy Minh Tuệ thì cứ để cho thầy Minh Tuệ là được ẩn tu một cái nơi nào đó như người thầy mong muốn, thầy theo cái ý nguyện của thầy. Thì bây giờ tôi thì các thầy này em cũng hy vọng là các thầy nên suy nghĩ lại và đừng đi tìm thầy Minh Tuệ nữa, để cho thầy được ước nguyện đi theo một mình thầy để thầy có một không gian yên tĩnh thầy tu. Còn các thầy sư thầy này đã từng đi với thầy một thời gian, cũng đã học hỏi được những cái hạnh của sư thầy Minh Tuệ, thì chắc chắn rằng là các thầy sẽ phải học hỏi và sẽ phải làm theo những cái việc làm cũng như là cái hàng ngày cái sự rèn luyện tu tập của thầy Minh Tuệ, thì đâu có cần thiết là cứ phải tu tập hoặc là tập trung, đúng cả nhà. Thì em cũng nhìn thấy những cái hình ảnh các thầy đi khất thực là em cũng rất là mừng, bởi vì tôi dù sao chăng nữa các thầy cũng phải cố gắng lên mọi nẻo đường và sẽ còn phải cố gắng hơn, chứ không thể nào mà không có thầy Minh Tuệ rồi là các thầy lại không đi tu được, hay là phải gục ngã, hay là phải quay về nhà. Anh như thầy Minh Tàng là bây giờ đã được các chú xe đưa về tới gần nhà, là mẹ thầy đã xác nhận là thầy đang ở nghĩa trang gần nhà. Đó là hiện tại là bây giờ như thầy Minh Tàng là về tới nhà cũng đâu có vô nhà đâu, cũng ra nghĩa trang gần nhà chứ cũng không có ra về nhà. Đó mới gọi là cái ý chí của một người tu hành là như vậy, là đã đi rồi là phải làm theo thực hành những gì mà coi như lời hứa của mình với Đức Phật, đúng không cả nhà? Thì bây giờ hiện tại thì em cũng cập nhật những cái thông tin về thầy Minh Tạng để cho cả nhà nghe, để biết nắm rõ cái tình hình là thầy Minh Tạng đã đang ở nghĩa trang gần tại nhà, mẹ của thầy đã lên đính chính xác là như vậy. Thì em cũng mong quý vị khán giả hãy chia sẻ và hãy cho em một cái like cũng như một cái đăng ký kênh để cho cái video nó được nhiều người lan tỏa, để đến được nhiều người biết đến. Và cũng đừng có hiểu sai là thầy Minh Tạng đã đang cùng đi với thầy Minh Tuệ, và hiện tại là thầy Minh Tạng đang ở nghĩa trang gần nhà, chứ không có đi với ai và cũng không có đi cùng chung với thầy Minh Tuệ. Em xin phép cả nhà em sẽ kết thúc video, hẹn gặp lại quý vị trong những cái video kế tiếp. Em sẽ cập nhật những cái thông tin liên tục về các sư thầy để em sẽ đăng tải và sẽ coi như là sẽ thông báo lên cho quý vị biết. Em cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị.